Nhà có hai con chỉ cách nhau vài tuổi, nhưng hàng năm chị Yến vẫn phải xếp sách cũ vào thùng hoặc bán đồng nát và mua sách mới cho con học. Lý do là những quyển sách đều đã được người học viết và làm bài tập thẳng vào. Muốn giữ lại cho bé thứ hai học, nhưng mà nhiều khi là sách nó nhiều cái nó còn mới lắm. Nhưng mà do là ghi vào trong sách như vậy thì không giữ lại được. Cái phí quá, cứ học một bộ mà một bộ thì đâu phải một môn mà là rất là nhiều môn. Sách cũ không thể dùng lại, còn mua sách mới, tiền là một chuyện, quan trọng hơn là muốn mua đủ cũng chẳng hề dễ dàng. Tình trạng tái bản cầm chừng của các đơn vị phát hành khiến nhiều phụ huynh phải lao đao vì không mua được sách cho con, nhất là các sách đầu cấp. Đầu năm học 2018-2019 vừa qua là một ví dụ. Thật ra là mình cũng đang đi làm nhưng mà mình vẫn phải cố gắng tranh thủ để đi tìm mua. Tại vì hiện tại là nghe là đâu là cái nguồn hàng hết rồi. Và mình đã đi hết các nhà sách ở bên quận 7 thì hầu như là đã không còn. Hiện tại bây giờ thì mình đang cần hai cuốn mà chưa có. Thì mình đang cảm thấy là khó, mình không biết là chắc là mình sẽ phải đi một vài nhà sách nữa thì sẽ tìm được. Nhiều phụ huynh cho biết, dù bộ sách chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ có khoảng chục cuốn, nhưng khi mua về trọn bộ cũng lên đến hơn 20 cuốn, vì sách nào giờ cũng in kèm sách bài tập. Đó là chưa kể, nhiều trường còn yêu cầu thêm sách tham khảo. Thống kê cho thấy, hiện cả nước có khoảng 15 triệu học sinh phổ thông, bình quân mỗi bộ sách giáo khoa có từ 7 đến 10 cuốn. Như vậy mỗi năm cần in đến khoảng 150 triệu bản sách giáo khoa, cộng với hơn 850.000 bộ dành cho giáo viên nữa, thì số lượng sách giáo khoa phải in hàng năm là vô cùng lớn. Nếu mà không sử dụng, không để kế thừa cho thế hệ sau thì đây là một sự lãng phí rất lớn. Khi mà cái thế hệ trước học xong đấy thì bao giờ cũng nhường lại cho cái thế hệ sau. Cho nên là các lớp trước luôn luôn là có cái ý thức giữ gìn để mà làm cho nó sạch, nó đẹp và ít hư hỏng để lại cho thế hệ sau. Theo giáo sư Oanh, nhiều nước trên thế giới dù rất phát triển nhưng vẫn có nhiều cách tận dụng sách giáo khoa riêng. Nhà trường chủ động mua sách, cho học sinh thuê lại và thu một khoản phí nhất định. Cuối năm học, trường sẽ thu lại và tiếp tục cho thế hệ tiếp theo sử dụng. Điều này không chỉ giảm gánh nặng cho phụ huynh mà còn rèn ý thức cho học sinh. Trừ trường hợp tức là cái sách nào cần phải tái bản và có bổ sung sửa chữa đó thì chúng ta in thôi, còn nếu không là cái sách đó là cho các em nó sử dụng thì ít nhất cũng được vài ba thế hệ. Chúng ta sẽ rèn luyện cho học sinh cái ý thức là học tập, ý thức giữ gìn cái sạch đẹp của cái sách giáo khoa, bởi vì là các em biết rằng là cái sách này sau khi mình sử dụng thì còn các cái thế hệ đàn em khác sẽ sử dụng nữa. Bỏ tiền triệu để mua sách cho con nhưng không thể tái sử dụng. 1.000 tỷ đồng mỗi năm rất có thể chỉ là con số nằm trên giấy. Sự lãng phí này không nằm ở ngân sách nhà nước, ở túi tiền của phụ huynh, mà đằng sau đó là những gánh nặng vô hình cho nhiều gia đình.